ồn quá trời luôn. Ở nhà đã chuẩn bị hết rồi. À, bữa nay ăn ăn cháo lòng mùa thu á các bạn nha. Bữa nay mời cả nhà ăn cháo lòng mùa thu. Cháo lòng mùa thu, chuẩn bị tới mùa thu rồi nè. Ăn cháo lòng. À, wow, đông người quá trời đông luôn nè. Các bạn ơi, đông quá trời đông luôn. Trời ơi, đây nữa nè. Ờ, đông vui không? Anh Nhân. Wow, đông vui ghê không? Ồ. Đông vui ghê luôn các bạn. Ủa, Hưng Đêm. Alo, xin chào. Ồ, ghê chưa các bạn? Đùa được đâu. Đây nè các bạn ơi, đó thấy chưa, cháu làm mùa thu đây. Ồ, ngon chưa? Ồ, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Đông ghê luôn, đông ghê luôn. Đông ghê không các bạn? Bên đây có anh hai anh rể và em rể rồi nè. Ồ, người Hàn quá. Em Tấn nữa nè. Ờ. Ủa em Dũng chứ lộn. Em Dũng. Ờ à, em Dũng. Em Dũng đây coi. Ờ. Ở đây con gái nữa nè. Ờ. À. Đâu đây, đâu có món gì đâu, đưa được coi. Ồ, đây có chị em đang chuẩn bị đây. Ủa bé ấy sao không kêu lại Cái Mỹ. Đâu. Coi. Em mi chứ lộn. Ghê không? Wow. Đông vui không các bạn ơi? À, cháu làm mùa thu của từng nha. Wow. Đúng không? Đúng không Văn? Mùa thu đúng không? À, đúng rồi mùa thu. À, đúng không? Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. À ok. Nô chín. Cháu làm. Cháo lòng anh ấy bà, cháo lòng. Cái nào mà nói không chuẩn mà nó thành cái khác đó. Cháo. Bún lai ô. Cháo. Bún lai ô. Ê, mà này bà cháo. Bún lai ô. Không được không? Cháo. Cháo. Lòng. Lòng. Ok, cháo lòng. Cháo lòng. Cháo lòng. Cháo lòng. Ồ, nó hơn hơn. Hơn là nó phiên âm chuẩn á. Không phiên âm chuẩn là, không phiên âm chuẩn là mệt đó nghe. Hưng Niêm, cháo lòng. Cháo lòng. Ờ. À. Vậy ông nói gì vậy? Chào lắm. Chào luôn. Chào luôn. À, đông vui quá các bạn ơi. Đó. À. Cái này. À, mời cả nhà, mời cả nhà vô đi. Hôm nay ảnh cái buồn ha. Ở xong giờ qua kia rồi luôn. Wow, cháu làm mùa thu các bạn ơi. À, cháu làm mùa thu rất chi là ngon. Ngồi bên này này. Cháu làm mùa thu rất chi là ngon. Cháu làm mùa thu rất chi là ngon các bạn ạ. Ok lên lại gan. Ồ nãy ai điện mình đó ta. Thôi bầu này không có khi nào mà còn nổi rồi. Cái gì á? Chị mà làm đâu. Anh ăn người tôi tự kiểm tôi là. Ăn nó thèm người tôi tự kiểm vậy. Ăn chén chung cái đó gì ra. Chị ăn đi, nó muốn nát thịt vậy ăn đi. Wow. Không, mình không cái áo đó, nó nát bụng mày. Dạ không. Đây nè. Lên. Vô. Vô đây. Đây, đường, có chỗ đây, cháu làm trung thu ra. Ủa cháu làm cái gì ta? Mùa thu. Cháu làm mùa thu. Cháu làm mùa thu. Nó nhanh là xong luôn. Viên chốc này đúng rồi. À nói cháu làm cháu nào ổng ổng tưởng là hôm nay cái ngày gì mà cháu làm. Xương xương. Không hỏi xe xe nghiêng cái nào. Ai xe nghiêng. Thành công TV. YouTuber xe nghiêng. Ông kích cháu cho mình được kích. Ông kích cơ. Thôi ông ăn em đừng có đâu. Ông ăn em đừng có đâu. Ông ăn em đừng có đâu. Ông chỉ ra kích cơ. Thôi ông TV 시작한 게 몇 년 됐는데. 대충 시작한 게. 2년 됐어요. 2년? 2년.
Bên này chảy rãi cái này đến giấy thì bên đây. Cái gì đâu biết sao gì đây là bầu á, các bạn là bầu. Vô cổng bây giờ. Lúc này thấy giấy đó rồi. Yeah. Yeah.
Wow, các bạn ơi. Ồ, em ăn quá ăn hết luôn cả. Hết một tô luôn mà. Ồ, chào đánh tập. Anh đi. À, tới lần rưỡi ăn hết luôn cả. Wow. Ngon lắm. Thế cũng được. Tung. Mà thích sữa. Đó, mơ muốn nè. Tung, tung. Hả? Thế cũng được. Ồ, không có tờ. Bữa tân ăn bang cũng chưa không? Hả? Bữa tân ăn bang. Bang? Bạn chưa không? Học bang, bánh đúc. Cái gì? Bánh mì. Ôi, giới thiệu đó, năm không rồi. Bánh mì. 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 Bánh nó nói chắc chị lúc mà chị hát chị cái mấy nửa to quá, ông nói ông thì nghĩ rồi đó. Đây xíu quá, nó mới chắc đi đắp cái này, cái này, chính là cho nó đứng luôn cái chị không vừa chị bắt xuống tắt thì nó đâu chín đâu, tại chị nhớ từ đây cây chị sơn chín là không, em mà làm là chín nó trong từ chín dưới luôn mà chín Sao mà ngủ hả chị? Ngủ. 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 Ngủ.